Xin chào các bạn, mình đến từ sư tử vàng Supply. Thì như tiêu đề của clip thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại nhanh rằng ở thời điểm hiện tại thì chiếc FK Sion có đáng để anh em mình xuống tiền và sở hữu hay không. Quay lại thời điểm khoảng 2-3 năm trước đây để sở hữu một chiếc Sion đến từ nhà FK Ivan của Mỹ thì chúng ta sẽ cần bỏ ra khoảng hơn 17 triệu đến 18 triệu để sở hữu một chiếc máy. Nhưng ở thời điểm hiện tại đến với sư tử vàng thì chỉ cần có hơn 14 triệu thôi, bạn đã có thể sở hữu một chiếc Sion rồi. Mình thấy đây là một mức giá cực kỳ tốt để sở hữu một chiếc máy đã được khẳng định chất lượng trong suốt nhiều năm qua. Về phần thiết kế, kể từ thời điểm ra mắt tới nay, Sion không có thay đổi gì về thiết kế. Hãng chỉ cập nhật thêm một số màu mới cho máy. Như trên tay mình đây là bản Nebula với họa tiết Galaxy cực kỳ đẹp mắt. Ngoài ra còn một số họa tiết như Camo để cho bạn lựa chọn. Máy vẫn sử dụng motor 6W cực kỳ mạnh mẽ, stroke đi kèm máy là 3.2. Ngoài ra còn có stroke phụ 3.7, đáp ứng được nhiều phong cách và kỹ thuật xăm khác nhau. Đây là một bước đi thông minh của hãng khi đã trang bị cho sản phẩm của mình nhiều tùy chọn về stroke như thế. Bên trong, một trong những bộ phận khiến máy trở nên khác biệt với những dòng máy cùng thời, nút vặn chỉnh lực cứng mềm. Đến thời điểm hiện nay, nhiều chiếc máy có tầm giá mười mấy, 20 triệu cũng không có bộ phận này. Vậy mà Sion đã được trang bị từ nhiều năm trước rồi. Máy phù hợp với tất cả các loại kim đạn tiêu chuẩn hiện nay, nên bạn có thể yên tâm khi mua máy mà không lo lắng về vấn đề có tương thích với loại kim bạn đang sử dụng hay không. Còn nếu bạn ngại vấn đề rằng máy dùng dây vướng víu và không còn hợp thời với xu thế không dây hiện nay thì đừng lo, hãng FK cũng ra mắt mẫu pin không dây dùng được cho Sion, đảm bảo rằng chiếc máy của bạn không bị bỏ lại phía sau trong công cuộc hiện đại hóa ngành xăm. Tổng kết nhanh, với mức giá hiện tại và hàng loạt tính năng của Sion thì đây vẫn là một chiếc máy tốt đáng để anh em xuống tiền để sở hữu. Mọi thắc mắc cần giải đáp, các bạn có thể liên hệ qua fanpage hoặc hotline để sư tử vàng giải đáp các bạn sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.